Alo, xin chào các bạn. Một ngày mới thật vui vẻ nhá. Hôm nay mưa to quá nha các bạn. Không vớt nổi rồi, lâu quá hôm nay mình đánh nhiều thì mưa to quá. Đây, mình đi sang đây nha các bạn. Sang đây vớt cho các bạn xem, nhưng mà hôm nay thì đúng chết tất rồi. Nước cái này thì bỏ tất nha các bạn. Bỏ tất rồi. Này chết dở rồi nha các bạn. Trên xe mình đi rất nhiều điểm nha các bạn. Trên xe mình, xe mình đặt trên này. Mới vớt được mấy cái này. Còn đi điểm nào cũng ngập nha các bạn. Mới vớt được đây các bạn xem 4 cái này. 4 cái nha các bạn. Đến địa điểm tiếp xem có vớt được nha các bạn. Tiếp tục ra các bạn. Đi vừa đi sang bên này. Không thể vớt nổi nha các bạn. Cố gắng vớt được cái nào thì vớt, không vớt được thì về nhá các bạn. Đây mình đánh cái. Không thấy nhau ạ. Trôi hết. Tốt nhất là về nhau, về sớm. Ngập hết nhau ạ. Không vớt nổi bây giờ thì về đâu. Này các bạn, tổn hết luôn. Đây này. Nước càng ngày càng dài nhau ạ. Không thể nào vớt nổi luôn. Tất cả người này chạy theo chạy này. Chạy theo chạy đấy. Chạy này. Giờ về quê các bạn, bỏ. Không vớt nữa. Về sớm nhau ạ. 53 cái vớt được có mấy cái nha. Đây, được vớt được có mấy cái. Nhuồn vũ con thỏ này nha. Rồi mình sẽ về. Về sẽ chút cho bạn xem nha. Đây nha bạn, mình về đến nhà nha bạn. Cho bạn xem đây. Trên 50 cái còn có người này nha bạn. Mình chút cho bạn xem như thường lệ, mình vẫn chút cho bạn xem. Chút cho bạn xem, các bạn chờ mình chút nhá. Mình vẫn chút cho bạn xem bình thường. Chờ một chút mình đặt cái máy quay ra các bạn. Mà có lẽ mình chút ngay ra đất để khỏi về chút vào thùng ra các bạn. Cầm cầm hộ, ngầm hộ ít ống, ngầm hết trống ống gà gai rồi. Đấy nha bạn. Ôi mày qua đây vẫn còn sống nha bạn. Bãi này là vẫn còn sống này. Mấy cái là mình rút bỏ nha bạn.
không mấy, nhưng mà mình nghĩ là lơi đằng nào mình về mình cũng vẫn chút cho bạn xem nha. Tiếp nha bạn. Đấy, ngâm hết ống luôn đi cái. Đó. Chắc vẫn phải bắt vào rồi các bạn. Bỏ mấy cái mà có tôi lấy này. Cái đầy luôn nha bạn. Đầy luôn đấy, các bạn nhìn biết rồi. Con lươn này đến 4 nặng nha bạn. Ôi, cái này xịt. Mày qua bên sớm nha, nó hỏi, cứ bảo mình đi trước nó hỏi. Tiếp nha bạn. Mình đi sốc nó hỏi. Hết rồi nha, hết rồi. Còn cái cuối cùng nha bạn. Chán lắm, hôm nay chán rồi. Hôm nay chán nha bạn. Không đủ tiền xăng. Đây nha bạn. Rồi. Được lần này mới này. Như mấy con bà xã mình đang trong thùng. Còn món ống kia nữa ngâm nuốt. Hết ống nha bạn. Đây ống hết rồi. Rồi ống còn có. Ống mới, mới đen luôn. Đấy. Chất ngày này nha bạn. Hôm nay sẽ xuống chân chất ngày này còn. Cái món kia là hết rồi. Rồi các bạn thấy hay nhớ chia sẻ và giúp cho mình nha. Mình xin mến chào các bạn. Nên các bạn những video tiếp theo nha các bạn. Mình xin chào nha.